Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh, Lê Minh Live phần 2, tập 2, cảnh 2. Nói chung thì mình mới vừa về tới nhà thì có một em inbox cho Lê Minh. Nói rằng anh Lê Minh ơi, anh có biết cái chuyện này không? Tụi nó làm cái gì thì anh chị các bạn thấy đây là để Lê Minh sẽ giải thích. Chị anh chị bạn thấy những cái thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước, tụi nó lợi dụng những cái sơ hở của Việt Nam và nó bị chuyện ra. Thì bây giờ bà con cộng đồng Việt Nam mình ơi, bây giờ là trời chú Tám, các bạn thấy đây là cái sự khốn nạn tột cùng đang có đây. Mặt tại ở sân bay mấy cái thành phần này đó, Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà mình đi là 2 ngày hôm nay rồi. Bây giờ tới tại sân bay này đây, bà con coi nè, bà con mình, các bạn thấy mấy cái thành phần này, Việt Nam mình nó tổ chức đưa người Việt Nam về ở hải ngoại về đó, không phải dễ ai cũng đi được đâu, và có một cái hệ thống tổ chức rất là rõ ràng, minh bạch, và những người nào mà muốn về Việt Nam đó là những cái chuyến bay nó gọi là charter flight, những chuyến bay này của chính phủ Việt Nam tổ chức, chứ không phải là ai muốn đi là đi đâu. Mà hiện nay ở bên Mỹ đó, các bạn biết mấy cái dịch vụ bên Mỹ nó lừa mấy cái thành phần này nè, mấy tên khốn nạn này nè, nó bỏ ra 5.000 10.000 đô, chứ không phải là trong nước không nữa, nó nhiều lắm, nó khủng khiếp lắm. Có nhiều người trường hợp như thế này, rồi nó lên mạng, mấy tụi này nó qua bên Thổ Nhĩ Kỳ á, nó thâu lại, các bạn biết nó thâu lại, rồi bắt đầu nó xuyên tạc những cái chuyến bay về Việt Nam. Bởi vì Việt Nam mình mở những chuyến bay này là đi cái này là không có đúng. Trước khi những người nào mà muốn đi về Việt Nam là phía bên đại sứ quán người ta xác nhận giờ mình đi thì trực tiếp bên Việt Nam Airlines đó, người ta sẽ điều hành, chứ không phải mà từ ở cái quốc gia đó mà anh muốn rời đi á, thì anh phải có cái lá thư của bên đại sứ quán, người ta báo cho anh biết là anh đã được trong vòng 3 ngày là anh phải chuẩn bị bay và anh phải trả tiền vé là 2.500 đô đó, chứ không phải là các bạn bỏ ra 5.000 10.000, mà những cái thành phần này nó bỏ ra 5.000 đến 10.000 đô là nó bị lừa. Các bạn thấy nó lừa xong rồi nó bị tới đây rồi đâu có vô Việt Nam được, tại vì nó đâu có những cái đường bay. Hồi lúc trước Lợi Minh đi lần đầu tiên, Lợi Minh cũng không biết, các bạn biết mình cũng đi đại thì mình đi tới tới sân bay quốc tế người ta đâu cho vô, tại vì người ta nói Việt Nam đâu có mở cửa, những cái chuyến bay Việt Nam đâu mở cửa, thành ra mấy cái tên khốn nạn này các bạn biết nó quay lên đó, các bạn, nó vu khống cho Việt Nam, nó nói rằng Việt Nam mình đưa nó về tới Thổ Nhĩ Kỳ rồi, nó bay từ Mỹ nó bay về tới Thổ Nhĩ Kỳ rồi mà tại sao không cho nó bôn. Anh chị các bạn nên nhớ đó, phía bên những chuyến bay của nhà nước Việt Nam tổ chức đó, nó không bao giờ bay qua Thổ Nhĩ Kỳ, tại Việt Nam mình chỉ có thông thương với lại bên Nam Hàn hoặc là Nhật thôi à. Hiện nay đó, những cái chuyến bay mà từ Mỹ về phải bay qua Nam Hàn, tại vì mình Việt Nam mình có cái hợp đồng và mình bảo mình chuẩn bị những cái mà chống dịch đó nó hiệu quả, chứ đâu có bay qua Thổ Nhĩ Kỳ. Các bạn thấy không, từ bên Mỹ nó bay qua Thổ Nhĩ Kỳ rồi bây giờ nó lên mạng nó kêu gào lên, nó kêu gọi, nó nói là Việt Nam mình đó, bây giờ yêu cầu mấy con lãnh sự quán không có sợ cách gì đó. Các bạn thấy không, nó khốn nạn không, bây giờ mà cứ mời lãnh sự quán tới đây tự nó hại nó đó. Các bạn thấy sự khốn nạn của cái tụi mà chống phá đất nước đấy, không bao giờ Việt Nam mình có tổ chức mà đi từ Việt Nam qua Thổ Nhĩ Kỳ như vậy nha anh chị các bạn. Nó bị lừa, các bạn thấy không, nó bị lừa, tại vì nó muốn về Việt Nam quá đi cho nên nó lừa, tụi nó lừa nhiều lắm. Các bạn biết chuyến bay tôi đi có nhiều đứa nó kể người thân của nó bị lừa, có trả 10.000 7.000 đô rồi cuối cùng cũng không có vé đi các bạn đấy. Nó đi qua Thổ Nhĩ Kỳ như vậy là đâu có đúng, bây giờ nó đưa thừa nhà nước Việt Nam, các bạn thấy sự khốn nạn của nó không? Đây mấy cái tám mà xuyên tạc chống phá đất nước nó khốn nạn lắm anh chị các bạn. Đây cái em nào mới vừa gửi cho tôi vội vã tôi like, tôi giải thích cho anh chị các bạn thấy. Bởi vì cái chuyến bay về Việt Nam, chính phủ Việt Nam tổ chức rất là cẩn thận. Mà hiện nay cái số lượng người đó, muốn về nước tôi nói chỉ phải hàng trăm ngàn người. Tại vì ở bên Mỹ, nhất là bên Mỹ, họ bị cô lập. Tôi nói họ bị cô lập, nó buồn tẻ mà nó rất là hoang mang và sợ hãi. Con người ta sống hiện nay, người Việt của mình, những người bị kẹt ở bên Mỹ, họ
họ rất là hoang mang và sợ hãi, ai cũng muốn về bằng mọi giá, cho nên nó bị lừa. Mấy cái tụi mà dịch vụ bên Mỹ nó lừa, các bạn biết, nó ăn dã man luôn, nó ăn 50.000 đô mà nó về, nó về tự nhiên, nó qua Thổ Nhĩ Kỳ nó bị kẹt bên đó, rồi bây giờ nó la làng, nó nằm vạ, các bạn thấy khủng khiếp không? Bởi vậy tôi có đi rồi thì tôi mới thấy, tôi mới biết, tôi mới chia sẻ để anh chị các bạn thấy mấy cái thành phần này tụi nó chó má lắm, nó ị không được thì nó cũng đổ lỗi cho cộng sản, nó đổ thừa nhà nước Việt Nam, trong khi đó nhà nước Việt Nam tìm đủ mọi cách để đặng mà đưa những người Việt trở về. Những người mà hiện nay đó, đúng là những cái chuyến bay hiện nay là chỉ dành cho những người công dân Việt Nam thôi, những người công dân Việt Nam mà họ đi qua Mỹ, du học sinh và người già lớn tuổi, hay những người mà đi làm công tác ở Việt Nam mà qua Mỹ đó anh chị các bạn, họ bị kẹt rồi. Việt Nam mình chỉ có những chuyến bay đó thôi, còn những chuyến bay thương mại như thế này thì đâu có. Việt Nam nó có tổ chức tầm bảy vậy, những ở bên vùng dịch ở như Mỹ là cái vùng dịch rất là lớn mà đâu có tổ chức bay qua Thổ Nhĩ Kỳ, đó là nó bị lừa một cách khủng khiếp rồi. Ai cho nó vô, bây giờ mà làm sao cho nó vô thì nó bay ngược chứ là Mỹ thôi. Mà chờ xong khi đó nó lên mạng, nó kêu gào lên, nó đòi đại sứ quán Việt Nam phải trách nhiệm. Nó đúng là những thành phần này nó tự gây họa cho nó, các bạn thấy đó, tại vì nó mong muốn nó về được Việt Nam bằng mọi giá mà. Khủng khiếp, tôi thấy nhiều cái rất là khủng khiếp. Bởi anh chị các bạn cẩn thận ở trên cái mạng này, mấy cái đám mà chống phá đất nước nó đấy, các bạn thấy không? Đấy, nó nói là Việt Nam, mà Việt Nam đâu có tổ chức mấy cái chuyến bay như vậy đâu anh chị các bạn. Bắt buộc là mấy này là phải về lại Mỹ thôi. Nó nói anh chị các bạn á, nếu mà Việt Nam tổ chức nó về tới đây là phải mặc áo bảo hộ hết. Bên Việt Nam mình kỹ lắm, người ta phát đồ bảo hộ lên máy bay của Việt Nam đâu phải là dễ đâu. Đồ bảo hộ rồi quần áo rồi phải khử trùng hết. À, cái tụi này nó chó má kìa, bắt đầu nó chia sẻ lên mấy cái diễn đàn của nó, mấy thằng này, mấy thằng làm nail nè. Hồi nãy tôi thấy cái tên của nó là nail, mấy thằng này nè, bởi vậy các bạn thấy đó, tự nó ngu dễ sợ không? Nó đi vô Việt Nam nó phải hiểu về cái luật lệ Việt Nam, người ta đâu có cho vô đâu, người ta đâu có mở cửa thương mại đâu mà nó đưa con đưa gia đình nó về ăn Tết đó. Các bạn thấy bây giờ nó đòi chia sẻ để đặng mà nó du quan với Việt Nam. Cái thằng này nè, thằng chó chết này nè, thằng chó chết này nè. Đó, mấy cái đám này nó hổ tả dễ sợ luôn, cái gì nó cũng đổ lỗi cho Việt Nam anh chị các bạn thấy đó. Nên cho nên mà lại mình like cái like này để cho anh chị các bạn thấy cái tụi mà nó đi ra hải ngoại, nó đi nó kiếm ăn xong rồi nó đói, bây giờ nó muốn về nó tìm cách nó chung chi 50.000 đô, ngu dễ sợ ngu không, tự Mỹ tự nhiên bay qua Thổ Nhĩ Kỳ rồi giờ bị kẹt cái đó, giờ bắt đại sứ quán Việt Nam phải ra giải quyết cho nó. Ai mà đi giải quyết cho nó? Nó đâu phải là công dân Việt Nam đâu. Mấy thằng này nó là những thành phần bỏ nước ra đi rồi mà Việt Nam chưa có mở những chuyến bay thương mại, các bạn thấy. Bởi vì nó xuyên tạc một cách trắng trợn. Thôi thì Lợi Minh thấy cái like đó, Lợi Minh like để anh chị các bạn hiểu rõ cái tình hình mà những thành phần nó chống phá đất nước Việt Nam mình khủng khiếp lắm anh chị các bạn. Cái gì nó cũng đổ lỗi cho Việt Nam được chứ. Cái chuyến bay Việt Nam thật sở dĩ một cái vé 2.500, có nhiều người nói là châu Âu Việt Nam, nhà nước Việt Nam sao mà ăn quá ăn mắc như vậy, làm sao bà con có tiền trả. Tôi nói chuyện bạn, một chuyến bay mà charter flight đó, gọi là chuyến bay mà tổ chức đặc biệt gì đó, cực kỳ tốn kém. Những cái người mà họ đi những cái chuyến bay đó là họ là những người ở tuyến đầu, họ phải chống trả với dịch. Các bạn biết những chuyến bay về Việt Nam không có chuyến nào mà không bị có người bị dịch chứ đó. Ngay cả những nhân viên hàng không vậy nữa, họ về họ không còn phải chịu cách ly. Các bạn thấy có một người bị nhiễm dịch rồi lây ra ngoài xã hội đó, thành ra họ chịu những cái sự áp lực rất là lớn. Ngay cả những phi công phi đoàn hành đoàn đồ cũng vậy, và những cái mà đồ vật áo đồ bảo hộ và những cái thuốc men, những cái vấn đề mà khử trùng rồi nó tốn kém, thành ra cái giá vé nó tới 2.500.
Đâu, chứ nếu mà bây giờ hỏi chứ bây giờ các bạn nghĩ một chuyến bay đều đều đi rước người Việt Nam về mà trả một cái vé bình thường, bây giờ những cái nhân viên hàng không đó, những phi công đó, họ ngu gì họ đi bay những chuyến bay đó, rồi lỡ rồi họ bị bệnh dịch rồi ai chịu trách nhiệm, rồi là họ sinh mạng rồi, rồi sức khỏe của họ làm sao. Thành ra họ phải có được trả những cái đồng lương gấp 3, gấp ba bốn lần, họ mới bỏ thân nhân bà con của họ để họ tháp tùng với cái phi hành đoàn để đặng mà họ phục vụ cả một chiếc bay vậy, cả 400-500 người trong đó. Các bạn thấy không, cái giá vé 2.500 đối với tôi là phải lẻ, tại vì nó là cái lúc mà bệnh dịch, nó không phải là chuyến bay bình thường. Các bạn biết chuyến bay mà thương mại bình thường đi 2 chiều á, nếu mà mua trước đó chừng 1.000 đô là mắc dữ lắm, là đi 2 chiều. Còn những chuyến bay đặc biệt thì nó đòi hỏi giá nó cao là chuyện bình thường thôi, cái vấn đề chi phí rất là đắt đỏ, chứ nó đâu phải là bình thường đâu. Bởi vì mấy cái đám mà chống phá đất nước, anh chị các bạn thấy tụi nó đều tìm đủ mọi cách để nó xuyên tạc chống phá quê hương của mình, nó muốn đẩy lùi cái sự phát triển của đất nước của mình, nó làm cho đất nước của mình gọi là đau thương thì nó mới chịu thôi. Những cái chuyện như vậy mà chính chính nó lao vào trong những cái sự lừa lừa đảo của tụi nó ở bên Mỹ, rồi nó về tới 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 Thổ Nhĩ Kỳ, nó bị người ta không cho vô, tại Thổ Nhĩ Kỳ đâu có mở chuyến bay thương mại hay là những cái charter flight, là những chuyến bay đặc biệt của nhà nước Việt Nam mình đâu có tổ chức qua đó đâu. Các bạn thấy đó, khốn nạn dễ sợ. Tôi thấy bởi vì nãy nhờ thấy cái em inbox cho tôi hỏi tôi có biết chuyện đó không, tôi coi cho nó rồi lại mấy cái thành phần chống phá đất nước chó má này nữa, nó tụi nó bởi vì khốn nạn nó đi ra nước ngoài rồi thì nó có ăn, nó ăn được bơ thừa sữa cặn thì nó ngồi đó nó quay qua nó chửi quê hương đất nước, nó về không được rồi nó cũng chửi quê hương đất nước. Các bạn thấy đó, nó vu khống nhà nước Việt Nam mình, nó vu khống một cách trắng trợn luôn, rồi nó còn kêu là chia sẻ mạnh lên nữa, khiếp khủng khiếp. Thôi là mình xin like tới đây, xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Bye 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 bye.